kỳ cuộc sống và du lịch thân chào và gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến quý vị cùng gia đình. Hôm nay kênh sẽ chia sẻ đến quý vị 10 thành phố tốt nhất ở tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas tọa lạc tại vùng Trung Nam Hoa Kỳ, là tiểu bang rộng lớn thứ hai về diện tích sau tiểu bang Alaska và đông dân thứ hai sau tiểu bang California. Dân số của tiểu bang vào năm 2021 29.730.311 người và dân số của tiểu bang vẫn tiếp tục gia tăng mỗi ngày. Austin là thủ phủ của tiểu bang. Tiểu bang Texas là một sự lựa chọn lý tưởng đối với hàng triệu người, dù họ sinh ra ở đây hay mới chuyển đến. Những lý do bao gồm khí hậu, thuế tiểu bang thấp, nhà ở giá cả phải chăng, các thành phố thú vị và nhiều nơi để khám phá. Lịch sử và văn hóa cowboy. Tiểu bang Texas có thuế suất bán hàng và tiêu thụ cao hơn một chút so với mức trung bình của Hoa Kỳ. Nhưng tiểu bang không có thuế thu nhập doanh nghiệp và không có thuế thu nhập cá nhân. Các ngành công nghiệp chính ở tiểu bang Texas bao gồm nông nghiệp, hóa dầu. Năng lượng, công nghệ, hàng không vũ trụ, và công nghệ sinh học. Dưới đây là 10 thành phố tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas vào năm 2021 và năm 2022. Thứ 10 là Brownsville. Thành phố được xếp thứ 10 là nơi tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. Thành phố tọa lạc tại cực nam tiểu bang Texas, tiếp giáp với quốc gia láng giềng Mexico và vịnh Mexico. Brownsville trở thành điểm đến thu hút nhiều khách du lịch với những bãi biển tuyệt đẹp của đảo South Pare Island. Trung bình thành phố có 223 ngày nắng mỗi năm. Dân số của thành phố vào năm 2021 183.677 người. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 29.3%. Tỷ lệ thất nghiệp 6%. Thu nhập trung bình của gia đình 35.000 đô la một năm sẽ tăng giảm tùy theo ngành nghề. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 180.000 đô la, giá nhà sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ cũ mới. Giá trung bình thuê nhà từ 800 đô la một tháng và cao hơn. Thứ 9, McAllen, được xếp thứ 9 là nơi tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. Thành phố tọa lạc tại cực nam tiểu bang Texas, trong khu vực của thung lũng Rio Grande và tiếp giáp biên giới quốc gia láng giềng Mexico. McAllen trở thành điểm đến phổ biến của những người nghỉ hưu. McAllen nằm trên đường bay của các loài chim di trú. Điều đặc biệt, quý vị có thể ngắm các loài chim di cư về miền Nam trong mùa đông. Trung bình thành phố McAllen có 223 ngày nắng mỗi năm. Dân số của thành phố vào năm 2021, 144.744 người. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 23.05%. Tỷ lệ thất nghiệp 6.9%. Thu nhập trung bình của hộ gia đình 37.530 đô la một năm sẽ tăng giảm tùy theo ngành nghề. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 230.000 đô la sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực nhà cũ mới lớn nhỏ. Giá thuê nhà trung bình 900 đô la một tháng và cao hơn.
Thứ 8 là El Paso. El Paso được xếp hạng thứ 8 là nơi tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. El Paso tọa lạc tại vùng viễn Tây của Hoa Kỳ. Dọc theo đường biên giới với Mexico và nằm trong sa mạc, El Paso có trung bình 320 ngày nắng mỗi năm. Một địa điểm ngày càng trở nên phổ biến để sinh sống và du lịch. El Paso được xếp thứ 42 trong số 150 khu vực đô thị đông dân nhất ở Hoa Kỳ, với tỷ lệ tội phạm thấp. Dân số của El Paso vào năm 2021 là 685.434 người. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 19.09%. Tỷ lệ thất nghiệp 7.2%. Thu nhập trung bình của hộ gia đình 40.460 đô la một năm sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 205.000 đô la. Giá nhà sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ cũ mới. Giá thuê nhà trung bình từ 950 đô la một tháng và cao hơn. Thứ 7, Corpus Christi. Được xếp thứ 7 trong danh sách những nơi tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. Corpus Christi là một thành phố biển, tọa lạc tại miền nam của tiểu bang Texas. Trung bình thành phố có 223 ngày nắng trong năm. Ngành công nghiệp chính của Corpus Christi chủ yếu là dầu mỏ và du lịch. Cảng biển vận chuyển hàng hóa Corpus Christi được xếp thứ 5 trong số những cảng biển lớn nhất tại Hoa Kỳ và sân bay quốc tế Corpus Christi. Dân số của thành phố vào năm 2021 327.144 người. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 16.12%. Tỷ lệ thất nghiệp 8.3%. Thu nhập trung bình của hộ gia đình là 44.540 đô la một năm, sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 199.000 đô la sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực, nhà lớn nhỏ cũ mới. Giá thuê nhà trung bình từ 1.025 đô la một tháng và cao hơn. Thứ 6, Vermont. Một thành phố thuộc quận hạt Jefferson, tiểu bang Texas. Trung bình Vermont có 213 ngày nắng trong năm. Dân số của thành phố vào năm 2021 115.141 người. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 18.6%. Tỷ lệ thất nghiệp 10.5%. Thu nhập trung bình của hộ gia đình 48.830 đô la một năm sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Chi phí thuê nhà trung bình từ 968 đô la một tháng và có thể cao hơn. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 170.000 đô la. Giá nhà sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ cũ mới. Chi phí sinh hoạt thấp hơn mức trung bình của Hoa Kỳ và những thành phố khác ở tiểu bang Texas. Cư dân của Vermont chi tiêu khoảng 21.07% thu nhập của gia đình cho các khoản thanh toán trả tiền cho căn nhà, tiền thuê nhà và thuế tài sản. Thứ 5, Killeen, được xếp thứ 5 trong danh sách những nơi tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. Killeen tọa lạc ở trung tâm của tiểu bang Texas. Killeen có trung bình 229 ngày nắng trong năm. Nền kinh tế phát triển mạnh, là một thành phố đa sắc tộc và thân thiện với gia đình. Chi phí sinh hoạt thấp hơn mức trung bình của Hoa Kỳ và những thành phố khác của tiểu bang Texas. Cư dân chi tiêu khoảng 22.98% thu nhập trung bình hàng năm của gia đình cho chi phí sinh hoạt. Dân số của thành phố vào năm 2021 157.632 người.
tỷ lệ thất nghiệp 6.1%, tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 14.71%, thu nhập trung bình của hộ gia đình 45.190 đô la một năm sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Giá thuê nhà trung bình hàng tháng 1.000 đô la và có thể cao hơn. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 190.000 đô la, giá nhà sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực, nhà lớn nhỏ cũ mới. Killeen là nơi có căn cứ quân sự Fort Hood của quân đội Hoa Kỳ. Nền kinh tế của thành phố Killeen phụ thuộc vào căn cứ quân đội. Những người lính và gia đình của họ đóng quân ở đó. Thứ tư, San Antonio, được xếp thứ tư trong danh sách những thành phố tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. San Antonio tọa lạc ở trung tâm phía nam của tiểu bang Texas, là thành phố nổi tiếng về lịch sử, được biết đến nhiều nhất là quê hương của Alamo. Địa điểm du lịch nổi tiếng là Riverwalk. San Antonio có trung bình 300 ngày nắng hàng năm. Mọi người đang đổ xô đến thành phố San Antonio vì chi phí sinh hoạt thấp, thị trường việc làm lành mạnh. Dân số của thành phố vào năm 2021, 1.581.730 người. Tỷ lệ thất nghiệp 7.3%. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 17.78%. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình là 47.220 đô la một năm, sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Giá trị trung bình của một căn nhà 283.000 đô la, sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực, nhà lớn nhỏ cũ mới. Giá thuê nhà trung bình từ 998 đô la một tháng và có thể cao hơn. Cư dân thành phố San Antonio chi trả ít hơn cho chi phí sinh hoạt hàng ngày như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe so với những khu vực khác ở tiểu bang Texas. Thứ ba, Houston, được xếp thứ ba là nơi tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. Houston được biết đến nhiều nhất là trung tâm không gian Lyndon B. Johnson, là trung tâm tàu vũ trụ có người lái đưa người lên mặt trăng. Houston thuộc quận Harris, chi phí sinh hoạt tương đối thấp và thị trường việc làm phát triển mạnh mẽ, là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Texas. Dân số năm 2021, 2.323.660 người. Theo thống kê của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ mỗi 10 năm, vào năm 2010, thành phố Houston có 34.838 người Việt Nam. Và thống kê của năm 2020 vẫn chưa có do đại dịch. Thu nhập trung bình của hộ gia đình 54.490 đô la một năm sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 20.06%. Tỷ lệ thất nghiệp 6.7%. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 325.000 đô la sẽ tăng giảm tùy theo khu vực, nhà lớn nhỏ cũ mới. Giá thuê nhà trung bình 1.141 đô la một tháng và có thể cao hơn. Cư dân của Houston chi tiêu khoảng 22.85% thu nhập vào chi phí nhà ở, năng lượng và dầu mỏ là hai ngành công nghiệp chính. Tuy nhiên, những ngành khác như chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ, vận tải, công nghệ cũng là những ngành công nghiệp quan trọng. Houston cũng là nơi có trụ sở chính headquarter của những công ty lớn nhất Hoa Kỳ. Thứ hai, Dallas-Fort Worth, đây là vùng đô thị phức hợp.
được xếp thứ hai trong những thành phố tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. Với dân số vào năm 2021 7.320.663 người, giá trị trung bình của một căn nhà từ $341,000, giá nhà sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ cũ mới. Thu nhập trung bình của hộ gia đình $53,800 một năm sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Tỷ lệ thất nghiệp 6.5%. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 14.49% ở Fort Worth. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 18.94% ở thành phố Dallas. Khu đô thị Dallas-Fort Worth có hơn 200 sân golf. Hàng trăm công viên. Khu vực này là trung tâm kinh tế của tiểu bang Texas và những trụ sở của những công ty Fortune 500 là những công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Hai ngành công nghiệp hàng đầu là công nghệ và tài chính. Thành phố thân thiện cung cấp nhiều cơ hội việc làm tốt nhất trong tiểu bang Texas. Giá thuê căn hộ ở trung tâm thành phố Dallas đã tăng lên. Thứ nhất là Austin. Là thủ phủ của tiểu bang Texas. Được xếp thứ nhất trong danh sách những thành phố tốt nhất để sinh sống ở tiểu bang Texas. Và thứ ba tốt nhất trên toàn Hoa Kỳ vào năm 2020. Nhưng do chi phí sinh hoạt gia tăng lên bị tụt hạng thứ 5 vào năm 2021. Dân số vào năm 2021 1.011.790 người. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 13.23%. Tỷ lệ thất nghiệp 6.5%. Giá thuê nhà trung bình $1,400 một tháng và có thể cao hơn. Giá trị trung bình một căn nhà từ $377,693. Giá nhà sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ cũ mới. Thu nhập trung bình của hộ gia đình $60,000 một năm sẽ tăng hay giảm tùy theo ngành nghề. Cư dân Austin chi tiêu khoảng 23.25% thu nhập trung bình của gia đình cho chi phí sinh hoạt. Austin đã nổi lên như một trung tâm công nghệ lớn ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Một lựa chọn hợp lý hơn cho các công ty khởi nghiệp công nghệ. Và các công ty lớn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho thung lũng Silicon. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh chóng của khu vực này đã làm tăng chi phí sinh hoạt. Đó là những chia sẻ của kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch. Thân chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.